Cậu nhóc này đi dạo cùng cha mẹ trong rừng và bất ngờ bị một con bọ que bậu lên trên mặt. Bọ que là loài côn trùng lớn nhất hành tinh, tuy nhiên chúng lại hoàn toàn vô hại và không hề gây nguy hiểm cho con người. Nhưng chẳng may, để những cái chân của nó chọc vào mắt thì có thể gây đau rát. Nếu trong trường hợp này, bạn chỉ cần dũng cảm như cậu bé này, từ từ cầm lấy con bọ, nhấc nó ra thì sẽ không có vấn đề gì cả.